Gà hấp mía đây các anh chị em ơi, nước mía đây. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Các bạn ơi, bình thường thì mình đã ăn gà hấp bia này, gà hấp rượu này, gà hấp mía này, gà nấu muối nè, tùm lum các loại gà luôn. Ngày hôm nay mình sẽ làm theo trend gà hấp mía. Không biết là ăn nó sẽ như thế nào. Thực sự thì ở ngoài đường phố thì có rất là nhiều người ta bán gà hấp mía chỉ có 140 ngàn một con thôi. Nhưng mà mình chưa trải nghiệm, mình chưa ăn, mình không biết nó như thế nào. Sẵn ở nhà mình có gà thì mẹ mình cho mình hai con gà. Và mình mua ở đây là 30 ngàn nước mía nha các bạn, 15 ngàn ly. Ở đây gia vị thì mình sẽ có là bột ngọt, hạt nêm, muối, tiêu với lại nghệ. Ở đây là tỏi với lại hành tím mẹ mình băm cho mình. Đây có hành lá với lại thêm gừng. Ở đây là sẽ có hai con gà, 4 cái chân đó là thấy gì nó xí rồi đó mấy bạn. Ở đây là mình có hai con gà, thì gà này để cho nó ráo nước. Bây giờ mẹ mình chỉ là thoa một lớp nghệ lên cho nó có màu vàng óng ánh. Không biết là ăn nó sẽ như thế nào, mình cũng rất là háo hức luôn. Đây là lần đầu tiên mình làm và lần đầu tiên mình trải nghiệm thử làm món này, không biết là nó có thành công hay không. Nếu như các bạn nào yêu thích món ăn này cũng như là yêu thích mình thì đừng quên nhấn cho mình nút like ngay từ giây phút này nha. Và bây giờ thì mình sẽ làm liền. Mình sẽ cho hai con gà vô đây, sẽ đeo bao tay vào cho nó sạch sẽ. Ghê cho. Bây giờ là đã chiều rồi mấy bạn, 4 giờ mấy, gần 5 giờ chiều rồi. Video ngày hôm nay sẽ kéo dài tới nửa đêm tắm nghệ. Bột này thì nhiều quá nó cũng sẽ đắng đó mấy bạn. Đây là nguyên một cái con gà ở nhà mình, đây là gà thả vườn nha mấy bạn. Mình sẽ chà nghệ lên, nói chung là mình chà cho nó có cái màu vàng óng ánh thôi, đừng có chà nhiều quá, cái này lỡ hơi bị nhiều rồi nè, xíu nữa sẽ lấy ra bớt quá. Đó. Mình thấy ở trên mạng có một số người ta chỉ là luộc trước với nghệ, xong rồi để gáo, xong rồi bắt đầu mình nấu cái nước mía lên, rồi có mía khúc nữa, mẹ mình đang chặt mía khúc cho mình đó mọi người. Nấu cái đó lên xong rồi mình mới hấp, rồi mình mới chan cái nước mía đó vô thì con gà nó mới có kiểu hơi vàng vàng á. Chứ mình nghĩ là làm sao mà người ta nấu nước mía mà nó mà vàng được mọi người. Mấy bạn đoán thử xem cái con gà này của mình là bao nhiêu ký? Con gà chắc ngoài quá, ngoài 1 ký á, 2 ký không mẹ? 1,5 ký sao vậy đó. Tô cái đầu cho nó đẹp đó. Năm giờ rồi mấy bạn ơi, đạt phải thanh nó lên rồi. Cái giò này màu đen rồi, làm sao mà mình tẩm ướp cho nó ra màu vàng được mấy bạn. Thôi kệ nó luôn đi ha. Nghệ này nó thấm vô da quá mấy bạn ơi, nhìn con gà thiệt là nghệ luôn, thiệt là vàng tươi luôn mấy bạn. Đây, nhức cái nắp, nhức cái nắp. Một con, như vậy được hả mẹ? Hơi nhiều rồi, con thấy cảm giác hơi nhiều rồi đó. Đó, cái thêm một con, còn con này nữa. Mẹ mình là đang lấy cây gì qua này? Cây mía. Cây gì qua này? Cây gậy kim cô của Tôn Ngộ Không. Cô giờ chặt, đo chặt mía để ngồi cho nhiêu. Đây, nằm lên chị mày đi. Đấy. Sẽ chặt thêm hai trái dừa nữa để chút xíu nữa có nước mình bỏ vô thêm để mình hấp chung với mía nha mấy bạn. Biết tại sao không? Hai ly nước mía mình sợ không có đủ hai con gà cho nên là mình sẽ thêm nước dừa. Trời ơi, bị gì kỳ vậy? Đi để chút chặt bể bụng của con mèo. Trời ơi, non hay sao? Quay vô. Ủa, hôm nay mình qua quay đây hả? Anh quay đây. Tại sao? Tại
tại vì mình quay ở đây. Thấy chưa? Về tắm đi. Cô cũng mới xuống nè. Về tắm đi. Tối mới có ăn lận. Chút bị xuống. Hả? Chút bị xuống. Ôi tao chút bị tắm. Đây ra coi đây chặt dừa coi. Ra, ra, đưa trái dừa đây. Nghe ra. Chỗ người ta cầm cái mát nè, ta quơ lên vậy nè mà ngồi ngay cái mũi mát của tao qua đây ngồi nè. Qua đây ngồi nè. Anh buồn. Qua ngay cục đá này ngồi. Không. Chỗ chị ba dơ cái mũi mát đó. Không mà lì nè. Được cho mày biết thế nào là lễ hội. Thở dục tùm lum. Chị chết. Ơi chị ba cái này ngon mềm nè, chặt cái bún cho bún ăn ơi. Ừ. Ăn nghỉ. Vô lấy muỗng đi. Thôi, mình ăn chưa khoan chặt. Con chặt coi mình ăn kiểu dân tộc chặt chim vú ơi. Khoan để chị ba chặt nước này ra cái đi. Trời phú là khánh, ăn cái dừa mình xèo có vẻ ngon mềm vậy là ngon không, hai trái luôn mọi ơi. Nga sừ là ngon chưa? Ngon lắm rồi. Ngon không? Đó ăn đi. Ngon không? Ngon. Làm quá. À, có cứ 3 miếng làm. Ổi với lại hành tím mẹ mình đã đâm rồi. Mình sẽ cho vô đây là tiêu. Nguyên một chén muối luôn. Vô đây là bột ngọt với hạt nêm. Mẹ mình nói là mía nó ngọt sẵn rồi nên không có cho đường nha mọi người. Và đây là một cái hỗn hợp để mình ướp hai con gà. Bây giờ mình sẽ đeo bao tay vô mình trộn. Đây bây giờ mình sẽ trộn hết cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Rồi mình sẽ tha vô con gà. Chà vô con gà. Làm vậy nước mía nó tan hết nước cá. Nước mía. Mua nước mía không á. Ừ. 30 ngàn á. Vô đập đơn ly tôi uống nước mía rồi. Ai cho uống? Không đủ để mà làm nữa, ai cho uống? 2 ly chưa đủ làm. Ừ. Mày phải mua 3 ly mới đủ. Ừ. Uống phải cho thêm 15 ngàn nữa mới được. Nói là xuống 10 mà. 3 ly. Bây giờ thì mình sẽ tha đều vô con gà nè các bạn. Đây là gà nhà cho nên mấy bạn nhìn nó rất là chắc thịt luôn. Cái đùi của nó rất là săn chắc. Nó giống như lặn gà hip hop, gà tập gym vậy mấy bạn. Đùi nó thịt nó dai nhách, cứng ngắt, săn chắc kia lắm mấy bạn ơi. Nó sương sương nha mấy bạn. Đó mình sẽ đưa một tí xíu gia vị ngang mép vào câu của nó. Đấy, mình sẽ chà vô trong cơ thể của nó. Từng sớ thịt mình sẽ thấm đều gia vị bột ngọt, hạt nêm, đường, nước mắm, muối, tùm lum, không có nước mắm. Không có nước mắm, lộn lại lộn lộn. Gà hấp nước mắm mới có nước mắm chứ. Ừ, còn nè gà hấp mía chỉ có nước mía thôi, không có nước mắm. Tiếp theo mình sẽ đem con gà thứ hai lên. Thấy chờ quá kìa. Kệ đi. Đây mình sẽ chà vô trên cái bẻ lưng của nó giống như là mình kỳ cọ massage cho nó vậy mấy bạn. Đó hai con nó nằm chồng lên nhau thể hiện tình cảm huynh đệ khăng khít. Đó mình sẽ kỳ vô hai cái nách của nó mấy bạn ơi. Không sinh cùng ngày nhưng mà chết cùng ngày. Đúng rồi, mình sẽ kỳ vô cái nách của nó, mình sẽ kỳ xuống cái bẻ đùi của nó. Mình lướt ngang cái phao câu nhẹ. Mập quá thì về tắm đi đặng xuống ăn. Mập dữ rồi. Cái này chắc biết mấy giờ chưa? Cái này chắc cả tiếng mấy, 2 tiếng mới có ăn đó. Chứ không về phải là đơn giản đâu nha mọi người. Về đi rồi tao ăn xong tao kêu xuống. Kêu xuống rồi Phú ăn về. Sương. Bài sương. Sương chào em. Sương chào ăn. Biết vậy rồi còn ăn hay gì? Vậy sao cho con chó ăn sương gì vậy? Bây giờ Phú đợi ăn ai ra ăn. Rồi chúc mẹ kêu với. Đi tới. Thì cũng về tắm, bị mẹ bắt. Về tắm xuống ăn chứ giờ. Đây đi, mẹ ra hướng dẫn tiếp. Chặt vô 4 cây mía nha. Để vô. Góc để vô. 4 cây mía mẹ chặt vô để đàng hoàng cho mình. Hai con gà này dám 3-4 kg. Rồi. Chắc vô nè mọi người, đây mình sẽ chắc vô. Cho nằm xuôi heo. Cũng tại vì ỉa trong nhà không. Nên hay bây giờ phải vô nồi. Cái cây kiển của mình đó mọi người. Đó, vậy được chưa mẹ? Con này. Con này là nó lại cái đít vô phải không? Ừ. Cái đít con này vô ngược vô đây phải không? Trời quá thông minh. Nhẫn quá, gãy vậy.
Cho đầu mẹo chứ. Xích quá. Mẹ vô cánh đi. Rồi. Rồi. Cắt mấy cái giò vô. Mẹo vô cánh làm chi cho nhỏng lên trời cho cao. Cái nhỏng lên đâu? Rồi vậy phải không? Bỏ mấy giò nó dưới đi. Dưới hết đi. Cái này vô mẹ. Rồi luôn. Đây. Rồi, gớt đường dừa nó hay vậy trời. Ok mấy bạn ơi. Đây. Đứng lên thì nó cao quá cho nên phải ngồi chầm hổm chằng hãng chừa hở chị hỉ. Chị hỉ. Mua anh nước mía đẹp trai nè bạn. Anh đóng nắp kiểu gì mà nó dính cứng ngắc luôn. Mình đã xé tan nát cái nắp nước mía. Gà hấp mía đây các anh chị em ơi. Nước mía đây. Nè. Tự nhiên chế lên con gà trôi hết mấy kia hết rồi. Kệ nó mấy bạn ơi, một chút xíu có gì á thì nó sẽ thấm vô từ từ con gà. Mày nói làm chi cho mẹ phải nhìn ta kìa. Ây chờ á thì mình sẽ chế thêm một ly nước mía nữa nha các bạn ơi. Mình là ngồi chơi hệ sợ mẹ. Sợ mẹ lắm. Tinh túy tất trời. Gà hấp nước mía này mấy anh chị ơi. Để thử uống miếng nước mía này nó ngọt không nha bạn. Nước mía này nó có cam tắc gì trong này nè. Sao không kêu ông khỏi bỏ. Không có nước cốt dừa. Nhưng mà có đều nó rất là ngọt luôn. Thôi để uống luôn đi. Uống ở chổng rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước dừa vô nha mọi người. Nước mía nước dừa nữa hả? Chắc gà ngọt dữ à. Một chút có gì thiếu nước thì mình sẽ. Gì vậy? Có cái dừa đâu cho nó vậy? Tính bốc ăn rồi. Đậy nắp lại thôi. À quên. Cho gừng vô. Cho nó thơm nha mọi người. Bật bếp lên. Lửa cháy. Đậy nắp lại. Và chúng ta sẽ chờ đợi trong thời gian không biết là bao lâu để có món gà hấp mía này. Các bạn hãy nhớ theo dõi mình để xem là mình làm có thành công hay không nha. Chở con gà mọi người. Nóng không? Cũng hơi nóng nha. Trời ơi, nguy hiểm quá mẹ ơi. Xây hai con luôn, cầm cái con bên đây cái nữa, lật qua luôn. Cầm cái này luôn. Chứ không cầm là nó sẽ tét con gà làm đôi. Để xuống đây mẹ. Để xuống đây mọi người. Mình cảm giác con này chín rồi. Chín rồi. Thơm quá. Ghim nó đi. Sao? Để con làm cho. Ôi ơi. Để con làm cho. Bà sọt xuống. Trời ơi. Để chị. Rồi dập con kia xuống lại. Kia xuống. Ôi cái chân. Đem cái chân ra không? Thôi, để cho bung ra chân đi. Trời ơi, trời nắng viên còn điểm về. Chưa bốn cái chân cho chị. Gì vậy? Rồi mẹ. Để con, mẹ đừng có làm. Để cài chảy nó đi. Nhìn nó tét nữa mà. Tét lũ đít nữa rồi. Chín quá rồi. Gà bị tét hô hổ đó. Rồi lấy nắp đây lại. Tét của gà luôn rồi. Tét gà luôn rồi. Nhổng cái bao câu ra luôn rồi. Nè, cặp bao câu cái mẹ. Thôi kệ đi. Sao vậy? Đưa coi. Chủ gì? Đưa đi sửa. Không có được đâu. Đưa con sửa. Nè mẹ vậy nè. Mẹ cứ úp lại đi, còn chuyện còn lại rồi để hên xuống. Rồi, ok. Tích cà bu. Giờ vô vườn rau hái thêm vài cái. Ủa, quên. Bỏ ba củ hành. Hái rau rộng hả, chạy ba. Quên, bỏ ba củ hành tỏi vô. Hành lá để lát bỏ xào với ớt nha mọi người. Này vô cho thơm. Nhanh lắm. Mau quá à. Mới hồi 4 năm giờ chiều giờ cái gì? Thời nào còn đi loan toan ỉa trong nhà giờ vô đây. Bôi cây kiển của người ta nè, bây giờ phải chịu cảnh này nè, kiếp sau là phải làm phụng chim bay lên trời đi, đừng có làm vậy nha. Sẵn lấy cái nước này nấu mì luôn mới đỉnh chứ. Ngon mà. Nước mía này nó ngọt. Không, mẹ niêm mới ngon mẹ. Ngon. Mía nó ngọt quá. Thôi mẹ niêm đi.
được không? Bỏ vô mì được không? Đây không ăn rồi, bỏ hồ là không ai ăn đó. Ngon, ngon nhất đó. Chắc giờ bóng đèn xích lên xuống. Kệ đi, để cho sáng. Cho lấy nước này nấu mì luôn, đỉnh đi không? Hỏi tiên nghe quy ăn không, làm tô luôn. Nãy hỏi rồi, đang cấm nha. Thu hỏi chưa? Chưa. Bỏ hành vô luôn mấy bạn ơi. Không biết ăn món hàng sao nữa. Phú nói nước nấu mì ăn luôn đó. Đúng rồi, dễ tê tê chết. Ngon quá. Sẵn bỏ hành mấy vô tổ cô, tổ mì con cô. Rớt trong đây vắt ra, giờ con bỏ nó không chín đâu. Đậy nắp lại hùm là tắt bếp là nó chín rồi mà. Làm gì anh Trang? Thử đập. Cậu Phú. Kêu ngon Phú kêu bỏ. Ôi ngọt đứa trời. Ngon lắm. Chứ ăn ngon trời. Má mà... đợi con gà hấp mía này hơi bị nóng luôn nha các bạn. Mình để bả quạo nha. Mình để bả quạo nha, bả hơi bị nóng máu rồi đó. Nóng quá nè mời. Trời ơi vậy vậy. Tại sao thì sao? Để con trai bà bán bánh mì dúng cái gì rồi. Để lo cho em. Cầm cái cần cổ lên. Hãy ra tính nè cậu cô. Xúc đầu chưa? Ngon quá. Hãy ra tính nè cậu cô. Để phía vòng vòng đi. Con gà đến giữ. Đây thêm một con nữa là mẹ yêu ơi. Đó, để qua. Để đây nè. Thôi để đây, ra đâu. Trời ơi. Thôi giò quên đi. Giò cũng thi gì rồi. Giò để. Nãy chị nghe em chứ, đặt. Rồi nãy chị nghe em đặt 4 giò. Cái này ước này chắc ngày mơi mình để lại ngày mơi quá. Mình à mình nấu mì á mọi người, cái nước này mình để lại mình nấu mì. Nước ăn. Này mình nấu súp mình ăn cũng được. Mình nấu súp mình ăn. Súp mì ăn cũng được. Alo, mai chị chị ba trốn đâu cũng sẽ đi tìm được. Nguyên ngày nay thứ bảy mày quần tao, tao mệt quá chắc ngày mai cũng là quần là tới khu quần chứ. Là tới khu quần chưa? Quần dữ lắm mày. Mày làm đường cuối nước không hả? Sáng giờ con đâu quậy quậy chị ba đâu con? Nè bây giờ cho miếng lá chanh lên cho nó thơm nha. Nóng nóng con gà cho miếng lá chanh lên cho nó thơm. Nấm bớt thì xấu quá mẹ, dẹp đi cho ớt bự lên. Trời. Ước gì có cái ớt mũ ớt giả nè ha. Đó để lên trang trí trang điểm. Xấu chứ vô phim nó đẹp hả? Mày rải gì ghê nè. Trời ơi, mũi ơi, mũi. Ừ này. Quá ngon mọi người ơi. Quá cực kỳ là hấp dẫn luôn. Mẹ mình chế biến cái món này quá là tuyệt vời. Mọi người nhìn cái sớ thịt màu vàng kìa. Nhìn như vậy chứ thôi làm chấm chung với cái nước chấm siêu cay của mình. Quên nữa mấy bạn. Hồi nãy mình đi sai cái muối ớt này nè. Bá cháy bột chét luôn. Của anh Tim đi nó ăn thì Phú nấu. Thì Phú làm. Người ta nấu thì đừng có chê. Sao thay vị quá à. Chê dại quá à. Ok mọi người okay. Ơi quá là đói bụng rồi. Bây giờ thì ăn thôi, uống miếng nước khám giọng coi, chiều giờ quá mệt rồi. Hello, chào các bạn, con cháu trong nước ngoài nước. Hôm nay cô y như bằng hai con gà nồi á, hấp mía xong rồi nè, mời các bạn con cháu trong nước ngoài nước thưởng thức ngang. Bây giờ tới 6 giờ mấy rồi. Thưởng thức cái gà, mâm gà hấp mía với cô nha. Hai đứa con trai ở nhà này cực ghê, coi nó ăn hấp thà luôn kìa. Bây giờ khui cái đồ ăn à. Ừ, khui nha. Chín quá. Khui rồi. Cho tiếng rồi đó. Để vậy nè. Cảm ơn chị bà. Hấp mía này quá rục các bạn. Đồ gì còn thương vậy? Quá nóng. Wow. Này chị bà rút nó xúc ra. Này ăn là nó tan trong miệng luôn á. Không mà gà mềm vậy con mới thích nha. Còn gà mà cứng quá là con không ăn á. Đúng rồi. Chị ba giống Phúng à. Nè. Gà mà cứng bà, rồi mua ngoài. Cứng mà không ăn. Thích ăn gà mềm. Đi. Rồi cái cánh này, em ăn cái cánh à. Em chỉ cần cái cánh rồi. Gà mềm vậy hả? Chân em cứng rồi, cứng em chỉ cần cái tay thôi. Rột quá. Dữ hả? Dữ hả? Gà mềm dẻo rồi con. Biết rột không? Nửa con gà luôn rồi mọi người ơi, nè vô. Ôi, ngọt dữ trời. Không mía mà. Mẹ. Mía phải ngọt chứ không? Hôm nay mình sẽ dạy chỉ mấy bạn ăn mì gà hấp mía. Cái món rất là độc lạ Tiền Giang. Này ăn cái đùi. Không nhưng mà mình thấy vậy ngon nha, mình thấy ok rồi đó. À, như nó thích hầm rục. Gà ngon. Ngon. Chào xin quay cận cảnh nha. Oh.
ơi, muối ớt. Muối ớt ngon không? Ngon quá. Ngon con. Muối ớt quá làm chứ trời á. Chấm không? Để lên chấm. Để chấm từ. Chấm miếng đi. Nè thử rồi nè. Ngon cực kỳ luôn. Phải không? Sao? Ngon cực kỳ luôn. Bà cho miếng da chấm chung với lại hả cái muối ớt mà mình tự chế hồi chiều. Vô. Vô, hai mẹ con mình vô. Hai ba, vô. Hai ba, ăn. Ăn. Rồi, vô. Ba, dục ăn rất ngon. Phải ăn cái muối ớt. Cực kỳ không? Cực kỳ. Giờ pha chế gì, nguyên liệu gì, giờ quên rồi. Đường. Muối ớt hai lần thịt gà ngon quá à. Cái da gà cũng ngon, hai con gà nồi tơ ngon quá à. Lần đầu tiên mình ăn con gà ở nhà mình cảm giác ngon à, mình muốn ăn ghê quá. Bình thường mình ghét ăn gà ở nhà mình lắm, hấp về ăn ngon ha, cứng ngắt. Mình ăn ngay rồi. Hấp về ăn rất ngon. Bắt nét vô cục thịt nè camera. Cục thịt bốc khói luôn à. Không thiệt sự. Xé bà thịt cho mẹ mình đi. Không hỏi giờ, hỏi giờ. Đây, mình sẽ ăn cái này. Rụng gan mình cũng chịu nữa, bây giờ nó ngon quá rồi. Ngon dữ vậy mẹ. Ủa, ăn hành chính không đưa con gấp cho. Thịt con gà nó ngọt. Con gấp hành nha. Nè, gì bằng. Ủa cột. Chấm muối ớt phải không? Chém nữa bắn muối ớt vô mắt rồi mẹ. Không hả? Dạ. Dạ bắp bắn chưa? Từ từ thôi. Chấm vô một cái nó review cho mọi người cái nguyên cái bệ gà. Chấm cánh vô review. Phơi khô xé đại miếng bự thôi. Tạo bằng hết luôn. Muối ớt chị ba muối ngon. Ngon. Có thương lại ông đây. Nói cho ăn sao. Dạ. Con có. Thôi nay thú cạp ghê trời, hết xé miếng nhỏ 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 rồi. Rụt ngon mà chết. Ngon quá. Lớn rồi ai cũng thay đổi ha. Ngay hết biết rụt về ăn ngon. Mẹ giật cái phao câu mẹ ăn mẹ. Cạp luôn mẹ. Ngậm luôn. Có gì đâu. Đó. Trời ơi, đây là phao câu nè, đỉnh nè. Cao nè, nhất giá. Câu bình dầu ăn cho đẹp da mặt nha các bạn mời. Đó giờ mẹ ăn bao nhiêu cái phao câu mà? Ai nhớ. Rồi, da mặt mẹ có đẹp chưa? Đẹp rồi. Đẹp dữ chưa con? Lén rồi. Đẹp dữ lắm rồi. Lén mịn kìa. Hồi hỏi, hỏi hỏi chú Phú ăn bập tay rớt mương. Không, giờ nó đói rồi, nó mắc tập trung ăn rồi. Trời ơi con bon này tao quýnh này chết. Phải nói là cái miếng thịt gà ha. Nó mềm, nó ngọt. Đây. Rồi chưa chưa nghe lại đây đàng hoàng nào. Dạ. Phải nói là cái miếng thịt gà ha, nó mềm ha, nó ngọt ha, nó thơm ha. Có đụng đục con bon nó sáp nhưng con để có cái mùi của gừng nè, cái mùi của gia vị thấm vô cái con gà ăn nó ngon, thơm thơm mùi mía đặc biệt nha. Cái thịt nó ngọt đặc biệt hơn là những cái thịt mà thịt gà mình làm bình thường luôn các bạn. Ngọt thiệt luôn á. Phú ghi miêu cái miếng nước mì cho chị ba coi, cái nước mì ăn cảm nhận sao? Ngọt ngọt sao? Thanh thơm mía. Chứ không phải nó mặn hả? Nó bỏ 8 muỗng muối vô. Phải bỏ cái ngọt nghe à. Sao tổ cũng ngọt nghe không ạ? Thử xem. Vậy là nó bỏ thêm nữa bịch bột niêm của nó qua con á. Đau hấp miếng mì của con Tiên. Ý là em chan đầy nước lên còn mặn á. Bỏ hột niêm. Tô mì của Tiên AQ đây. Tại vì cái nồi nước mía nó ngon rồi mà bỏ hột niêm nữa nó hơi cứng. Chan nước vô chưa Tiên, còn hơi mặn á. Trời ơi, chan ngập nước hết chỗ chan rồi đó. À trời, ba hớp phở của mày Phú ơi ngon lắm. Thôi ăn đi, ngon ăn đi. Hiếm lắm mấy đồ hàng em làm mì cho ăn á. Hả chắc thử. Ta làm giùm là cảm ơn còn chê gì. Sao? Mặn hơn Tiên chút. Gù này mặn cái trời. Quá ngon rồi mọi người ơi. Bút miếng như leo à. Bây giờ tôi đã nhớ rồi. Mua ớt rồi làm gì chổng rồi. Tôi lục trong tủ lạnh muối tây ninh của mẹ tôi còn dư.
xong kêu Phú cho 2 muỗng đường vô, khoảng 3 muỗng muối trên lên 2 muỗng đường. Một Phú cho 4 muỗng. Đủ gì? Sai là không? 1 muỗng muối. Sai. 1 muỗng muối bọt. Thêm 3 trái ớt. 3 trái ớt sừng này nha. Không cay nhưng mà nó cũng hơi the the. Hơi là không cay được. Ừ. Với lại thêm 2 muỗng sữa đặc nữa. Đáng lẽ mình phải nặng thêm miếng chanh cho nó chua chua á mẹ, nhưng mà thấy vậy ngon rồi phải không? Không, mình lần nào tự chế phải nặng nè. Nặng chanh nữa ăn. Ừ. Có sữa đặc ăn béo béo. Trời ơi, điện quả thật ngọt dưới trời. Đúng rồi, cái cánh bông gà là không có vị hôi hết nào. Ngọt quá là ngọt. Gà gì hôi nách nè? Có cái trời, gà nào không hôi nách trời. Mấy trời, gà muối trời chứ. Mấy con gà móng đỏ nè. Gà nó bị hôi nách nè à? Củ hành nó không đây nè, nãy em vớt củ hành ra. Có củ hành nè. Tao củ hành không. Ủa cha đâu rồi ta, kêu cha ra ăn nè. Hãy đưa con. Kêu rồi ổng. Sao ăn hả? Để chút ấy cho cha một miếng, cha ăn, cha cảm nhận được con gà hấp mía ăn nó ngon cực kỳ. Ủa sao cô nói cô đưa hành cho con mà cô đưa cái lá chanh con. Mà cái củ hành không thấy mày. Ôi, đây chính là phần thịt và da gà vàng ghê ha. Ngon thiệt á. Thôi, con thấy làm gì cũng rất là ngon rồi mẹ ơi. Trời ơi, ngọt kìa. Sao để em thịt mẹ ăn. Cú cà thôi mà cái rồi á. Mày cái đùi với con bể thịt rồi. Cái đùi vô để con bé đùi có ăn rồi. Ăn vô leo chấm với cái muối ớt nó ngon thiệt chứ chạy. Ngon dữ rồi trời, con gà này lần đầu tiên ăn gà ngọt vậy luôn á. Lần đầu tiên con ăn con gà ngon thiệt luôn á. Con không thấy là nó lố hay này kia. Người ta bán á, người ta hấp cũng có đục về. Người ta hấp vừa chín tới. Rồi người ta thắng một nồi nước mía kẹo nữa. Ta để ta trụng ha. Trang lên. Để đem qua trang. Ai có khách thì người ta mới ấy. Bữa Như con kêu Như mua cái đó ăn liền. Cái Như nói bình thường nó với Đạt cũng ăn đó nữa. Nhưng mà Như nói là 140 ngàn. Nó dài dữ lắm Như ơi. Ăn không được đâu. Ừ, Như ơi. Đúng rồi. Dài lắm. Thấy là chặt bụp bụp luôn à, đâu. Con này tán bập tài. Không có rụt đựng dục. Mẹ nói để xương đây lát rồi về ăn xong. Con có ăn luôn lại là con. Nói thôi. Cái gì mà dai gà mà dai là không thái rồi. Trời ơi trời ơi. Nè. Ngon không? Cho con bị ớt nè. Không nói sao mày không ăn? Ăn nè. Ăn đi. 23 năm trời rồi, nó ăn con gà ngọt kìa nè. Thôi nãy con ăn nhiều đó là con hưởng hương, hưởng hoa. Con cảm thấy rất là ngon rồi. Con không thích ăn nhàn cái gì nhiều quá, nó cũng ngon. Tại sao? Nhiều quá là ngon rồi. Thấy tuyệt vời á. Bình thường ăn gà. Mày. Bình thường thôi. Thấy gương con kính gương ăn. Gà nướng nhà mình là bổ không? Cũng ngon. Bổ. Cái đồ nhưng mà mình không thích ăn lắm. Trời ơi, không? Cái món này sẽ được liệt vào trong những món yêu thích của mình. Đừng ăn những con gà nhà của mẹ mình là tới công chuyện. Đâu không? Cái gì? Nó lườn cổ ơi. Không chỉ nó ngọt của nước mía mà còn thơm của nước dừa nữa. Đúng không Phúc? Cảm ơn dao phải không? Với lại nước dừa vô làm gà mềm. Đúng. Lần đầu tiên ăn cái con gà mà nó kết hợp đủ hương hoa tinh tí đất trời luôn. Gừng nè. Củ hành nè. Tỏi. Tỏi rồi. Hành lá. Đủ thứ. Gia vị, đường. Thơm ngon. Không có đường, lộn lộn à, có không, mía rồi không có đường. Không có nước mắm luôn. Muối với bột niêu ngọt thôi. Ở đây gì vậy? Cái mẹ ăn cái đùi đi. Ăn chị hai con quất cái chân chân gà. Phú nó chừa cho chị hai nó chân rồi. Quyết tâm bảo vệ bốn chân tới cùng. Cũng phải phê quyết tâm. Ngon. Có miếng không? Wow. Cái khúc này là ngọt nhất hết luôn á Tiên. Cái cánh còn đâu rồi? Cánh còn như thế nè. Cánh còn đây. Ủa kìa sao mẹ xé con ăn cái mẹ rồi á. Nhưng mẹ đùi Phú ăn khúc ngoài. Phú ăn đùi dưới. Con thích ăn cái cánh không? Con muốn ăn được đùi, con ăn cái cánh. Nhanh lên hả? Bỏ phao câu xuống xé cánh cho con Tiên kìa. Mẹ hương chiều Tiên quá. Mẹ cánh nè ăn đi con. Cảm ơn mẹ. Con trai của ta. Tại cánh cái da của nó dày ngon lắm mấy bạn ơi. Nghe hấp bể nè. Con thích ăn cái cánh hả? Con ăn húi hương quá. Ngon thiệt. Không phải cái ớt khen hay là làm lố gì nhưng mà ngày hôm nay nha. Phải nói là tuyệt vời. Hai con gà này không uống công từ hồi chiều tới giờ gia đình mình làm. Tuyệt vời không Phúc? Tuyệt vời. Không muốn công trả lại từ chiều vô ăn cái đùi nguyên cái bẹ rồi đi bay ba một cái đùi ngắn nữa ngọt ghê trời nước mía mà
Hồi nãy con ăn đúng một cái đùi mà con cảm giác nó ngon, mà con thể trong cái năm nay từ đầu năm tới giờ chưa có bao giờ mà ăn miếng gà mà nó ngon như miếng gà này. Nói thiệt, nói láo là nguyên lá chanh thơm thơm cho chạy bàn. Nó láo là tim tan nát. Nó láo là mất lọc mất điêu liền. Thiệt, không có bán gà nhưng mà nói ngon thiệt là ngon. Nhưng mà nói xạo nó gà nhà con rồi. Từ nay về sau đã phát hiện ra một công thức làm muối ớt mới nha. Cái này làm vô chai để tủ lạnh ăn được mà, đâu có hư không. Thấy người ta xài đó, thay để tủ lạnh. Vô sao rồi? Hết rồi. Thôi kệ đi, ăn uống ngon. Ăn ghép tỏi cũng ngon. Ăn uống ngon sao có bổ thứ 7 chủ nhật hà. Chứ ngày bình thường nó đâu có được ăn đâu. Mới ăn cái ghép tỏi ngon quá hình nãy, không ghép. Mẹ có vớt tỏi ra đâu. Wow. Ăn đi, ăn phụ mẹ bẹ. Mẹ để con ăn thử cái cây mía này. Ở đâu con? Cái cây mía trong cái nồi gà nè. Để gì đó. Hãy để con cuốn hồng đỏ cho. Nó vẫn còn ngọt luôn. Con chưa hơi ngon. Ngon có mì nữa sao? Ngon có con định quốc cái mì nữa. Nó mầm hơi gói luôn. Cho cô miếng da. Chị ba. Cô da con. Đúng rồi, mùi vị của trần gian. Hương vị cuộc sống. Không ổn 23 nào nữa đâu. Ngon dữ hả? Hãy cảm ơn một hương vị cuộc sống. Trong cái mía này nó hơi mùi gần, ăn tới đâu nó ngọt ngọt ấm ấm tới đó luôn mẹ. Bố chú cặp cái mía này coi. Không ngon không lấy tiền luôn. Bố mắt ăn đồ rồi. Thì ăn xong cặp. Ngon cô. Để con bẹ thịt này Phú. Tiếng ăn bẹ thịt này cho không Phú nè. Không ăn. Nè có cái xương nè. Không cho. Nào mà xương xương á. Không cho. Mà nó ăn hai cái đùi luôn. Luôn cái bẹ nữa. Cái á. Ừ, cho mày ăn ngon mày bày rốn mày tối ra. Bữa nay mới ăn rồi. Lúc mày mất đi học có ăn rồi. Chuẩn bị thi rồi. Thi xong xong rồi. Bà dưỡng ăn. Thi xong ăn nữa à. Thi xong xong hả? Ăn nhiều với học nhiều. Đúng không? Không. Dỗ thai mày. Không, không đúng. Không có mà quá khen về món ăn ngày hôm nay. Nhưng mà mẹ mình đã nghiên cứu một cách cực kỳ là xuất sắc luôn mà nói thiệt. Con gà nó đúng ý của mình luôn. Rao rao cái clip này là mẹ đã nghiên cứu rồi từ trưa tới giờ. Coi truyền hình các kiểu. Cô coi trên đây. Tấp hết các bạn. Ai bắt tivi cho coi. Phú. Kêu Phú và bắt kênh gà nồi hấp mía cho cô coi. Ăn cô học cô làm coi. Con bắt cũng không còn bố giấu. Cái cô coi cái cô làm công thức đó giờ thành công các bạn ơi. Ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Dừng video mấy bạn ơi. Ủa hoài anh đi. Dọn dẹp vô nhà câu bóng đèn tùm lum tà la. Bốn mẹ con cô cháu ăn không hết. Hai con gà. Con ấy hả? Chỗ này chi vậy? Con mấy? Con ấy hả? Ba trời hai đứa nó tới ngày rót vô hai đứa em uống đi. Bây giờ thì gia đình tạm dừng video ở đây. Nếu các bạn nào yêu thích video này của mình thì đừng quên để lại cho gia đình một like nha. Video ngày hôm nay khá là thành công luôn. Chị ba xuất sắc 10 điểm. Bây giờ tới lấy xài dít mì ăn luôn rồi. Mẹ coi nó kìa mẹ. Coi nó kìa. Chiều nay nó không mì hết mày trời. Wow trời lắm. Rồi uống nước nôi đi vô rửa miệng về con. Ăn cái kiểu đó là ỉa, đừng có nói cho mẹ mày hỏi cho ỉa nha. Qua mới ăn khoai lang cám cám với muối ớt. Mới chủ nhật rồi. Nó cũng hợp rồi hả? Chị vô. Hãy dồn vô. Bye bye. Chào các bạn yêu nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Phú nói gì vô. Bye bye. Ngậm một không xài.